Hello mọi người, nhà mình hôm nay có ba cái bịch kẹo này của khách cho nè. Bây giờ ăn trong đây người ta cho cái kẹo Sea Candy này mà nó có nhiều thứ mình không thích, nó có nhiều loại. Chút nữa mình đi xuống Sea Candy mình sẽ, mình không có muốn tháo ra tại mình xuống mình muốn định đổi Sea Candy thử coi nó có cho mình lấy cái kẹo mình ưa thích không nha. Tại vì trong đây mấy cái hộp kẹo này là thập cộng, nhiều cái mình ăn hết mấy năm kia tụi mình dục không à. Bây giờ mình sẽ mang đi xuống tiệm Sea Candy để mình đổi thử coi người ta có cho mình lấy cái almond dark chocolate mình yêu thích không nha. Để làm chuyện này thử coi có ai cho không. Có nghe chứ. Đồn nghe đồn là được đó. Bây giờ mình sẽ đi rồi, let's go đi ra đường thử coi. Ô mà lấy chìa khóa xe đó, lấy chìa khóa xe đi, let's go. Hôm thưa là bị bản quyền nhạc đó, giờ mình quẹo vô đây ha. Đi đường nào chứ, quẹo ra đây mới về mới ấy được, mới đi xuống đường Marguerite được. Chúng em đi làm chuyện không biết là có được hay không, được gì hay không, hay là đầu máu trời. Chứ bây giờ làm chuyện này lần đầu làm chuyện ấy, lần đầu làm chuyện ấy giữa buổi trưa, lần đầu làm chuyện ấy lúc gần 3 giờ no, lúc 2:47 thì nó gần 3 giờ chiều. Không cho thì nằm lăn ra khóc, không cho thì cứ thế mà nằm lăn. Xe kia ghê vậy, cứ thế mà nằm lăn ra. Ôi trời ơi, không có tóc dài gì hết. Ôi trời ơi, cây chanh kìa, cây chanh siêu to khổng lồ, nó trái quá trời. Tới đường Marguerite chưa này? Chưa Irish, cái Irish xong mà em đẩy chút xíu. Mình top trước, mình được có quyền chạy trước này nha. Đúng rồi. Ôi trời đó, thấy chưa lụ đạn không? Lụ đạn không? Trời ơi, ghê thật đó chứ, còn ghê đưa tay nó mắng vốn mình đó chứ. Ừ. Mình tới trước, mình chưa kịp chạy đó, chạy rồi không còn nói mình. Cái đó không phải là người Mỹ, thấy người ôi gì. Ôi ôi, dữ thật. Dữ thật luôn. Bách chí chọn u đậu nha. Đó, cảnh sát kìa, kêu cảnh sát bắt đi. Cảnh sát thì không cho lo đi bắt mấy người xấu, toàn đi bắt mấy người tốt không. Chí mà chỗ thật cũng động ta là Chí này là trai anh này. Chí cái không đó chứ được đó, chú kia lại trước mình đó, cho chú đi trước đi. Rồi, đó, nè, đường mình nè. Đây. Đường có hai hàng dừa rất là đẹp. Mà nó bị chói nắng rồi, chắc là nó sẽ bị mờ. Đi đổi kẹo hôm nay rất là đẹp. Có hai hàng dừa. Hát đi. Bên hôm nay bị nghẹt mũi rồi đâu hát được nữa đâu. Hát nó dở lắm. Ca sĩ hôm nay bị bệnh nè. Ca sĩ hôm nay chỉ talk show thôi. Đấy. Lúc này sắp 2:50 chúng tôi bắt đầu làm chuyện ấy. Lần đầu tiên bao nhiêu năm rồi, toàn là ăn xong rồi dục bỏ lung tung hết. Lần nào làm chuyện ấy, rất là ngọt ngào, đó là đi đổi kẹo Sea Candy. Mình không thích. Có nhiều cái caramel nó chua sweet ngọt quá, mà toàn là bị tiểu đường thời kỳ thứ ba không. Không muốn ăn ngọt nữa, giờ mình muốn đổi kẹo dark chocolate mình ăn cho nó phế. Rồi, hết đi được luôn. Thắng lại nha. Thôi thì cứ nhìn bà con đi qua đi lại. Được, từ từ nhá. Đó hồi trước mình xem đi quẹo ở đây. Đấy. Đụng mém đụng bà phát luôn đó. Ừ. Đó, nhìn coi tìm coi Sea Candy nó nằm nơi đâu. Chưa tới đó bé. Quẹo qua là tới đó. Ôi ghê quá má ơi. Từ đi rồi từ đợi đi. Đợi anh ấy đi. Má nội má ngoại ơi. Rồi được rồi. Rồi quẹo quá. Quẹo lửa. Rồi thấy chữ Sea Candy rồi nha. Đó, thấy chữ đấy. Kia rồi. Chữ to lắm. Đồng. Đây, tới rồi. Sea Candy, đây là một cái tiệm kẹo nổi tiếng của nước Mỹ. Có chỗ đậu xe không? Có luôn. Đó, Sea Candy nha. Rồi, chúng tôi sẽ vô nhà nhá. Chúng tôi sẽ vô đây và làm chuyện ấy. Làm chuyện ấy là đầu tiên. Làm chuyện ấy cho người ta. Đây là chủ tiệm. Còn Y Nguyên này. Không hỏi còn Y Nguyên không bây giờ. Giờ là có còn nguyên xác để mà về hay không? Bây giờ bắt đầu nào. Đây là Sea Candy. Sea Candy rồi vô đây coi nó không kẹt này.
Rồi mình đi vô nha. Đi vô, sợ sợ. Dark chocolate with almond. Đó là những cái hộp kẹo giống vậy là khách cho tụi mình. Nó có thập cẩm tùm lum hết mà tụi mình không có thích ăn. Rất là đẹp. Không nọ tụi mình đã ăn hết một cái hộp này nè ha. Không nọ khách cho một cái hộp border gì nè, almond với peanut border với lại caramel đó. Tụi mình đã ăn hết một hộp vậy và một hộp nhỏ giống vậy rồi. Giờ tụi mình muốn đổi dark chocolate with almond không thôi. Mình giờ phải chờ. Đây là cái kẹo mà người ta làm giống như điếu xì gà. Hello, sample marshmallow. Oh, thank you. And marshmallow and caramel. Oh, thank you. Này, này vô cái người ta cho sample ăn nè. Bây giờ người ta đã cho mình đổi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy đó. Almond. And this one. Nugget. Dark chocolate with nugget. Mm-hmm. Thì coi coi chị. And it'll be on the second. Oh, on the back. Yeah, right here. Dark chocolate with nugget, almond. And there's almond, and then there's the dark. No, and this one. Yeah. Cái này nè, lấy cái này nữa nè. Có cái đường ở trong đó. Một thanh kẹo này là hai đồng rồi 2 đồng 35 sen một thanh kẹo. Rồi một cái này 2 đồng 70 sen. Có chút xíu vậy, 2 đồng 70 sen đó. Nhỏ xíu rồi nha. Rồi khách cho mình 2 hộp to. Bây giờ total ra được là 7 pound luôn. Mấy cái hộp của tụi mình là khách cho tới 7 pound. Just raisin? Yeah. Đó. Giờ muốn gì là được đó hết. Nó xuống đây mấy em đổi cho hết sướng chưa. Cái này là cho Chinese New Year, cho Tết nè. Thấy có hoa mai, hoa đào đồ không? Mang đi biếu đi tặng đó, see candy đi biếu cho Tết. Tết Việt Nam nè. Chinese New Year đó, có đồng tiền nè. Kẹo đồng tiền, lì xì tiền, tiền vàng. Nhưng mà trong có chocolate. Trời ơi, 7 hộp luôn. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you for your help. Rồi giờ mình đi về. Về mình khui ra một hộp mình ăn. Mình sẽ show cho cả nhà thấy là mình đổi kẹo gì nha. Được 7 pound kẹo rồi mọi người ơi. Tí nữa là về mình sẽ mở ra mình ăn. Rồi mình sẽ share cho cả nhà thấy nha. Giờ không, đi về. Không có bị đánh gì hết phải không? Vẫn còn sao. Vậy là mình làm đúng. Biển chưa mọi chưa, người biển nhà em gần mà. Biển lắm mọi người ơi, đó thấy chưa, nhà em xuống tới biển rồi kìa. Đó mấy bữa nữa kêu đi bộ xuống biển mà đã cứ nói rồi mà đi có được đâu. Đó biển ngoài cánh buồm đẹp quá trời kìa. Đấy thôi bây giờ mình đi đường này về với thực tại, về nhà ăn kẹo đi cưng. Trời ơi, đời không như là mơ. Giờ hát được rồi đó, mình cứ mộng mơ. Nãy chưa có kẹo không hát, giờ nó cứ... là margarita đúng, đúng rồi margarita. chính xác ra, phải không? Chính xác, em cứ đi thẳng đường đó rồi đời, tới đường phô quẹo qua. Đó, đời không như là mơ. Nên đời thường vẫn cứ mộng mơ phải vậy không trời. Đúng rồi, chính xác. Từ từ nha, từ từ. Mình chạy thẳng là mình đi thẳng, bên thẳng em à, thẳng đường này. Bên đây, còn bên kia là quẹo vô. Đúng rồi, không biết gì hết. Lỗi cả nhà nha, có thể là nó không có được clear. Bây giờ nó clear rồi nè, chỗ sao nóc nhà cái đá không vậy chị? Nhà đó hả? Ừ. Cái mái ngói chắc đó trăm năm rồi quá. Nó cái đó là mái của mấy cái nhà xưa, ôi là xưa tao mới để vậy đó. Rồi đường tới nè, nhà mình là ở đường Four.
chút xíu thôi là chở vô viện dưỡng lão luôn. Cũng hết 15-20 phút đi xuống dưới đó đó mọi người ơi. Cũng hết gần nửa tiếng rồi, nãy đi 2 giờ 45. Nãy em có quay em trai làm kẹo không? Không, quay sợ nó quýnh sao. Mặt nó dễ thương. Dễ thương mà luật giang hồ không cho phép quay mặt người ta. Mặt ta, mặt của người ta không cho quay đâu. Quay mới không mai mốt đòi tiền, không có tiền trả đâu. Mấy mặt mẹt, mặt móc thì ok. Còn mấy cái mặt đẹp trai, đẹp gái là không có được quay. Ôi chàng ơi, xin lỗi, nó bị dằn rồi cả nhà ơi. đường này là đường lên dốc đá rồi lại đường tuột xuống dốc đá nè đó. Giờ là xuống khổ lắm nè, xuống dốc nè, 1, 2, 3 thả ra. Ôi. Thét là tránh ra cho chạy coi. Thét là Mercedes vậy tránh ra. Lisa đó. Lisa khách mình nó chạy Mercedes đó. Ôi cô bà dẫn chó của mình kìa. Bà còn sống em ơi. Lên dốc đá xuống dốc có năm hộp thôi có năm hộp đâu có gì ba hộp thôi mà về giờ thành 7 hộp làm sao ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó được 7 hộp là 7 hộp là 7 pound vậy tất nhiên là hai cái hộp bự kia là nhiêu pound không lẽ hai hộp kia 6 pound à. Ba pound, ba pound. Em nghĩ là một cái hộp lớn của mình là nãy 3 pound. Ba pound. Rồi bây giờ mời chế mở khui hàng ra, chị mở đại đi, trúng hộp nào ăn hộp đó rồi sẽ review cho cả nhà thấy là kẹo tụi em đổi về. Nhưng mà giờ hôm nay mình khui cái hộp này không biết là cái gì luôn, tại vì vội quá xuống khách về gọi. Đây. Đây là đó, dark chocolate with almond mà chúng em yêu nhất là cái này. Rồi xin mời cả nhà ăn cái này là dark chocolate với lại almond rất là ngon. Ôi, giòn và cái ngọt. Hai cục phí. Thì đó này là 1 pound đó. Đó thấy chưa? Ngon chưa? Thành 7 pound và Mai thấy lời chưa? 1 2 chi nè, quay nè. 1 2 chi chi. Ăn cho súng răng luôn. Nhòn quá. Ăn đi. Trời ơi. Cái này thử coi không em lấy nè. Đa số là almond chocolate. Đây là cái này nè, nước gịt nè. Cái này là cục vuông vuông là bà Mai thích nè mà. Phải không? Nước gịt nè. Đó, mẹ ăn đi. Tôi thích này nè. Đó là nước gịt. Là cái cục nó màu vuông mà ở trong cũng là dark chocolate, ở trong cũng là. Còn đây, tí nó mình dán lại. Có dán lại. Mở ra khui hàng cái nào mà cái hộp nho coi, nó còn một cái loại hộp nho nữa. Với lại một hộp almond gì kia mà thích nữa. Tem lại hết rồi. Cháu ơi là cháu dán kỹ quá. Đây loại này nè, giống như kích dê vậy đó. Đó kẹo kích dê nè, kim kẹo kích dê. Đây con nho. Nho với lại dark chocolate ăn ngon luôn. Đó. Là của cô Kim. Dễ thương ha. Ăn ngon lắm. Lít 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 lít. Cái này. Cái này nữa nè, cô Kim thích này luôn nữa nè. Cô Kim thích này là Mai. Đó. Đó là tụi mình có 3 cái loại này. Đang ở mấy hộp này ở dưới là giống nhau. Một kiểu, hai kiểu, ba kiểu đó, 4 kiểu. Là mình đổi lại lấy 4 kiểu kẹo. Rồi. Ngon lắm mọi người. Xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà.